hẹn hò với Linh, người mà tao đã nhờ mày tỏ tình giùm vậy. Thì tao biết phải làm sao? Khi mà tao nói với nó chính xác những gì mày bảo tao thì nó lại bảo là nó yêu tao. Mày đã nói gì? Thì chính xác những gì mày nói đây, đó là tao thích Linh, Linh có thích tao không? Lại là một câu chuyện bi hài nữa về chuyện tỏ tình, và vẫn lý do đó chính là những nguyên tắc khi đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Vậy thì hãy học thật kỹ các nguyên tắc về câu tường thuật để mà không dính vào những cái vụ lùm xùm bi hài đó nữa các em nhé. Tuần trước cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về câu tường thuật với câu kể statement. Tuần này chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu tường thuật dạng câu hỏi, reported speech in question. Let's ta cùng ôn lại một chút về phần trước chúng ta đã học nhé. Thứ nhất là các em cần phải nhớ phân biệt câu trực tiếp và câu gián tiếp. Khái niệm câu trực tiếp là trích dẫn lại nguyên văn lời nói của người khác, câu gián tiếp thì lại là kể lại hoặc tường thuật lại câu nói của họ mà không làm thay đổi ngữ nghĩa. Về mặt hình thức, chúng đều có hai phần, đó là phần dẫn chuyện đa số là giống nhau, còn ở câu trực tiếp thì có nội dung trực tiếp được đặt ở sau dấu hai chấm hoặc trong dấu ngoặc kép. Phần này sẽ được chuyển sang câu gián tiếp là nội dung tường thuật, bỏ dấu hai chấm, dấu ngoặc kép và có một số sự thay đổi về chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ, vân vân. Phân loại thì có bốn loại câu trực tiếp tương ứng với bốn loại câu gián tiếp, đó là tường thuật câu kể, câu hỏi, tường thuật với to infinitive và tường thuật với động từ thêm ing. Ở bài trước chúng ta đã học rất kỹ về tường thuật câu kể statement phải không nào? Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 là tường thuật câu hỏi các em nhé. Vậy thế nào là câu hỏi? Hãy xét hình thức sau. Ví dụ 1. Tony said, "Where are you living now?" Tony nói, "Bây giờ bạn đang sống ở đâu?" Ví dụ 2. Hoa ask Nam, "Will you wait for me?" Hoa hỏi Nam, "Bạn sẽ đợi tôi chứ?" Có hai phần, đó là phần dẫn chuyện và phần nội dung trực tiếp phải không nào? Trong phần nội dung trực tiếp sẽ có dấu chấm hỏi và hình thức câu hỏi thì là hai dạng. Một, câu hỏi WA question, tức là câu hỏi có những từ để hỏi được bắt đầu như là who, when, why, what, how, vân vân. Và câu hỏi yes no, có nghĩa là câu hỏi không có từ để hỏi. Đặc điểm chung của chúng là gì? Là động từ luôn được đảo lên trước chủ ngữ nhé. Vậy, khi đổi qua gián tiếp, chúng ta cũng thực hiện 5 bước giống như khi tường thuật câu kể nha. Phần dẫn chuyện chỉ có một bước, đó là xác định người nói mặc định là ngôi 1 và người nghe mặc định là ngôi 2. Từ đó xác định động từ tường thuật phù hợp. Nếu không có người nghe, ta sử dụng động từ tường thuật là wanted to know, wonder hoặc là ask. Còn nếu có người nghe thì chúng ta sử dụng động từ tường thuật là ask. Vậy, cấu trúc phần dẫn đầy đủ sẽ là chủ ngữ chỉ người nói cộng wanted to know, wonder, ask. Hoặc là chủ ngữ chỉ người nói cộng với ask cộng tân ngữ chỉ người nghe. Chúng ta cùng xét vào hai ví dụ. Tony nói, tức là Tony là người nói, không đề cập đến người nghe đúng không? Cho nên câu này cô sẽ viết lại phần dẫn như sau. Tony wanted to know, hoặc là Tony wondered, hoặc là Tony asked, đều được các em nha. Nhưng trong câu 2 thì có rõ người nói là Hoa và người nghe là Nam đúng không nào? Cho nên bắt buộc là phải sử dụng động từ ask, Hoa ask Nam. Okay. Đó là xong phần dẫn chuyện. Còn 4 bước còn lại sẽ nằm ở phần nội dung trực tiếp chuyển sang nội dung tường thuật các em nha. Tiến hành bước 2. Là nếu câu hỏi có từ để hỏi thì chúng ta sẽ viết lại từ để hỏi này. Còn nếu không có từ để hỏi, tức là câu hỏi yes no, thì chúng ta sẽ thêm if hoặc whether. Lưu ý if ở đây không dịch là nếu mà dịch là liệu có hay không nhé. Ví dụ trong câu đầu tiên rõ ràng là có từ để hỏi where, chúng ta viết lại chữ where. Trong câu thứ hai thì không có, cho nên chúng ta sẽ thêm if hoặc whether. Ok. Bước 3, chúng ta đổi các đại từ nhân xưng chỉ người nói và người nghe
làm chủ ngữ, tân ngữ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu, tương ứng với người nói và người nghe ở bước 1 trong phần dẫn mà chúng ta đã xác định. Ví dụ, trong câu này thì chúng ta thấy phần nội dung trực tiếp có chữ you. You là ngôi thứ 2 đúng không? Mà ngôi 2 là chỉ cho người nghe. Người nghe nhưng mà rõ ràng là chúng ta chỉ thấy là có người nói là Tony thôi. Vậy thì người nghe là là ngầm định chính là mình, là tôi nghe, tôi mới kể được cho bạn đúng không nào? Cho nên chữ you này sẽ được chuyển thành chữ I khi tường thuật. Tương tự như vậy, trong câu 2 chúng ta có chữ you là ngôi 2. Vậy thì you là chỉ cho ai? Cho người nghe là nam. Ok, you sẽ được chuyển thành he, trong khi đó me là ngôi 1 này, chỉ người nói thì lại chỉ cho hoa. Và ở vị trí cuối câu là tân ngữ, chúng ta đổi thành her đúng không nào? Ok. Bước thứ 4 là nguyên tắc thứ 2, lùi động từ về quá khứ một bước và không đảo ngữ nữa. Cô nhấn mạnh nhé, không đảo ngữ nữa tức là sao? Khi nãy chúng ta đã biết là đặc trưng của câu hỏi là gì? Là động từ đứng trước chủ ngữ, phải không nào? Khi chúng ta tường thuật lại thì các em nhớ là chúng ta sẽ đảo động từ ra sau chủ ngữ, chứ không đảo ngữ nữa nhé. Và đưa động từ lùi về quá khứ một bước. Nguyên tắc lùi về quá khứ tức là hiện tại đơn lùi về quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn lùi về quá khứ tiếp diễn, vân vân. Ở bài trước chúng ta đã học rất là kỹ rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta thử xem vào ví dụ này. Động từ ở trong câu 1 này là gì? Là A và leaving. Thì chúng ta lùi về quá khứ là was leaving. Tương tự như vậy trong câu 2, will wait thì sẽ được thành good wait. Ok. Cuối cùng, bước 5, nguyên tắc 3 là đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Ví dụ, trong câu số 1 thì chữ nào được đổi thành then. Nhưng mà trong ví dụ 2 thì không có trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn nào cả. Cho nên chúng ta sẽ không cần đổi các em nha. Các em thấy rằng bước 3, 4, 5 tương ứng với 3 nguyên tắc 1, 2, 3 này khá giống với cách đổi trong tường thuật câu kể đúng không nào? Nhưng mà cô biết là nó cũng khá khó, cho nên cô sẽ nhắc lại cho các em một lần nữa nhé. Chúng ta vào với bước thứ 3. Đổi các đại từ nhân xưng, chỉ người nói và người nghe, tương ứng với người nói và người nghe trong bước 1 ở phần dẫn. Đây, thì đây là cái bảng mà chúng ta nên học thuộc lòng. Khi chúng ta thấy trong câu trực tiếp là ai thì sẽ đổi qua câu gián tiếp là he hoặc she, tùy theo người đó là nam hay nữ. We sẽ luôn được đổi thành they. You đổi thành I, he, she, they. Me đổi thành him, her, vân vân. Chúng ta xem các ví dụ. Hiện, where did you see my pen yesterday? Thomas asked. Như vậy, người nói là ai? Là Thomas. Trong khi người nghe là ai nhỉ? Jean. Vậy thì cô sẽ có phần dẫn tương ứng sẽ là gì? Thomas asked Jean. Ok, rồi. You là ngôi 2. Tức là you chỉ cho ai các em? You chỉ cho Jean. Jean là nữ, cho nên chúng ta sẽ đưa you về thành she. Trong khi đó, my là ngôi 1. 1 là chỉ cho Thomas, cho nên Thomas là nam này. My sẽ được chuyển thành his. Em thấy chưa? She và his. Trong ví dụ thứ hai, she asked, has he sent this document to you before? Cô ấy hỏi, anh ấy đã gửi cái tài liệu này cho bạn trước kia chưa? Vậy người nghe nói ở đây chính là she. Và trong câu, chúng ta có hai đại từ nhân xưng là he và you. Nhưng mà he thì là đại từ nhân xưng ngôi thứ 3, trong khi đó you là ngôi 2. Ngôi 2 you là chỉ cho người nghe. Mà ở đây có đề cập rõ người nghe chưa các em nhỉ? Không có người nghe. Thế thì chúng ta ngầm hiểu người nghe là ai? Là chính mình đúng không? Cho nên you sẽ được đổi thành gì? Thành me. Còn chữ he thì lại để nguyên. Đó, chúng ta có hai lưu ý nhỏ nhé. Là gì? Khi không rõ người nghe thì chúng ta ngầm hiểu người nghe chính là tôi, me. Okay. Và lưu ý thứ hai, các đại từ nhân xưng ngôi 3 sẽ không đổi khi tường thuật. Bước 4, nguyên tắc
Chung thứ hai là lùi động từ về quá khứ một bước và không đảo ngữ nữa. Thì đây là bảng động từ các em nên học thuộc lòng để dễ dàng hơn khi chúng ta đổi. Chúng ta cứ thấy am, er thì chúng ta sẽ đổi thành was, were, vân vân. Thấy động từ khiếm khuyết may chẳng hạn thì sẽ đổi sang thành might. Ok. Xét ví dụ đầu tiên, ta thấy động từ trong câu là did see. Như vậy ta dò vào trong bảng did và động từ nguyên mẫu see thì sẽ được đổi sang thành gì? Has và động từ ở thêm ed hoặc cột 3 đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ đổi thành had và seen. Okay, very easy. Ví dụ thứ hai, động từ của chúng ta là chữ has và sent. Vậy has thì chúng ta luôn luôn đưa về thành had. Cho nên câu của chúng ta sẽ là had sent. Nhớ nha, không đảo ngữ nữa, các em thấy không? Trường hợp này là did you see, nhưng mà đây là chữ see đã được đảo lên trước, had đưa ra sau. Tương tự như vậy trong câu 2 là he had chứ không phải là has he. Ví dụ 3, các em có thấy gì đặc biệt không? Has sent thì xuống dưới vẫn là has sent, không lùi thì ạ. Đó là bởi vì động từ tường thuật ask đang ở thì hiện tại. Thế thì nếu động từ tường thuật ở thì hiện tại, chúng ta sẽ không lùi thì ở phần nội dung tường thuật. Ok. Cuối cùng là bước 5. Nguyên tắc thứ 3, đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn theo bảng như sau. Ví dụ, trong câu 1, yesterday sẽ được đổi thành the day before hoặc là the previous day. Câu 2, chữ this sẽ được đổi thành that. Tóm lại, để tường thuật câu hỏi, ta cần phải nhớ công thức tổng quát của câu trực tiếp, đó là có phần dẫn chuyện và phần trực tiếp. Phần trực tiếp có thể có từ để hỏi hoặc không. Động từ thì được đảo lên trước chủ ngữ và có dấu chấm hỏi ở cuối câu. Khi đổi qua gián tiếp, chúng ta cũng có hai phần là phần dẫn chuyện và phần nội dung tường thuật. Để đổi được như vậy, chúng ta thực hiện 5 bước. Phần dẫn chuyện là bước thứ nhất. Xác định người nói, người nghe để xác định động từ tường thuật phù hợp. Có người nghe thì dùng động từ ask, mà không có người nghe thì có thể dùng ask, wonder hoặc wanted to know. Bước 2, viết lại từ để hỏi WH, hoặc nếu không có từ để hỏi thì sẽ thêm if hoặc whether. Bước 3 là thực hiện nguyên tắc chung thứ nhất, đổi đại từ nhân xưng chỉ người nói và người nghe tương ứng với người nói và người nghe ở bước 1. Bước 4, nguyên tắc chung thứ hai là lùi động từ về quá khứ một bước. Và cái quan trọng nhất đó là không đảo ngữ nữa các em nha. Bỏ luôn dấu hỏi nữa ha. Cuối cùng đó là bước 5, đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn ở trong câu. Ok, vậy là chúng ta đã chinh phục xong phần câu tường thuật với câu hỏi Report this speech in questions. Cô tin chắc rằng bây giờ thì những học sinh thân yêu của cô Thủy không mắc những sai lầm đáng tiếc như là hai tình huống tỏ tình ở clip trước và clip này rồi, phải không nào? Nhưng mà câu tường thuật vẫn còn rất là dài hơi đấy. Cho nên hẹn gặp lại các em vào video tuần sau với tường thuật với To Infinitive. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cô nhé. Bây giờ thì goodbye and see you again.